Sáng nay ngày 8 tháng 3 tại chùa Đại Thành, thành phố Bắc Ninh, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm cử hành lễ Húy Nhật tưởng niệm cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong không khí thành kính, trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hội đồng Trị sự cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã dâng hương tưởng niệm và nhiễu tháp cùng ôn lại đạo nghiệp và công đức sâu dày của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã thay mặt cho môn đồ Pháp Quyến thực hiện nghi thức cúng Phật, cúng tổ, dâng lời tác bạch tưởng niệm nhằm tri ân báo ân bậc tiền bối dành cả đời phụng sự cống hiến cho Phật giáo Việt Nam. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thế danh Hoàng Đăng Sam, pháp hiệu Viên Minh, sinh năm Kỷ Tỵ 1929 tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Khi tròn 13 tuổi, với túc duyên hội đủ, được sự đồng ý của song thân, ngài xuất gia và theo học tại chùa Đông Bình với sư tổ Thích Thanh Hán. Suốt cả đời, ngài luôn thực hành tinh thần đạo Pháp và dân tộc. Trưởng lão Hòa thượng an nhiên thu thần thị tịch, xả bỏ báo thân vào ngày 12 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày 25 tháng Giêng năm Mậu Tuất, trụ thế 90 tuổi đời và 69 hạ lạp.